giới chức Rosario County ở phía nam Houston cho hay, con đê dọc theo sông Brazos River ở vùng Columbia Lake đã bị nước tràn qua và ra lệnh cho dân nơi đây phải di tản ngay lập tức. Giới hữu trách cũng cho hay là khu vực này dự trù là sẽ còn bị nước ngập cao hơn nữa trong thời gian ngắn sắp tới. Khu vực đó trong tình trạng bắt buộc di tản. Theo lời bà Sharon Trower, phát ngôn viên của Rosario County, chúng tôi có một số cư dân không muốn ra đi. Chúng tôi đang gửi nhân viên cấp cứu tới để đưa họ đi. Bà Trower nói rằng lệnh bắt buộc di tản có hiệu lực trong Rosario County cho cư dân ở về phía tây của sông Brazos và xa lộ 288. Bà nói rằng khu Lake Jackson không bị bắt buộc di tản. Giới chức điều hành khu Lake Jackson nói rằng sẽ xem xét tình hình và ra lệnh di tản nếu cần thiết. Các nơi tạm trú hiện có ở Glute, Evelyn, Angleton và Menlo. Việc đê bị nước tràn qua diễn ra sau khi giới hữu trách ra lệnh di tản ở Rosario County và Fort Bend County vào hôm thứ Hai, do nước sông Brazos nay lên tới đỉnh cao nhất trong lịch sử. Giới hữu trách nói rằng đỉnh nước sông tại Fort Bend County đã cao ở mức thực sự là chỉ có 800 năm mới có một lần. Đổ bộ vào bang Texas, siêu bão Harvey đã cuốn trôi là 40 tỷ USD theo dòng nước. Và khi nước bắt đầu rút xuống tại bang Texas, Mỹ đã lộ ra những thiệt hại nặng nề do siêu bão Harvey gây ra. Thấy mới thấm thía là sự tàn phá nặng nề của cơn bão được sánh ngang với Katrina. Vài ngày sau siêu bão Harvey, những thiệt hại nặng nề do cơn bão cấp 4 này gây ra đã thực sự gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của bang Texas, Hoa Kỳ. Theo Air Worldwide, một công ty đánh giá rủi ro đã đưa ra ước tính vào hôm thứ Hai rằng thiệt hại chỉ tính riêng từ gió lớn và nước lũ dâng có thể lên tới hơn 2,3 tỷ USD. Không chỉ vậy, công ty phân tích CoreLogic đã đưa ra bản báo cáo chỉ ra rằng siêu bão Harvey đã gây thiệt hại tổng cộng khoảng 40 tỷ USD trên toàn bang Texas. Gần đó, thiệt hại đã đủ để xếp hạng Harvey vào một trong những cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lượng mưa được dự đoán là sẽ tăng cao từ giờ tới cuối tuần này. Ông Pete Daly, phó giám đốc một công ty dự báo thảm họa, cho biết là một trong những lý do dẫn đến việc khó có thể đưa ra con số chính xác về thiệt hại nặng nề của cơn bão Harvey là vì đến tận bây giờ, các chuyên gia vẫn đang chờ xem những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Theo ước tính, từ giờ tới cuối tuần, lượng mưa đổ xuống thành phố Houston có thể lên tới 1,2 mét. Lượng mưa trút xuống toàn bang Texas vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Từ giờ đến cuối tuần, mưa vẫn tiếp tục và gây ra nhiều thiệt hại hơn cho người dân. Theo bảng thống kê, thì cơn bão Katrina đã làm thiệt hại tới 160 tỷ USD. Cơn bão Sandy thiệt hại 70,2 tỷ USD. Và cơn bão Andrew gây thiệt hại đến 47,8 tỷ USD. Bảng xếp hạng các cơn bão gây thiệt hại nặng nề tính từ năm 1980 đến năm 2017. Theo một nhân viên công ty dự báo thảm họa Enki chia sẻ, George Watson nói rằng mưa lớn và lũ lụt chắc chắn là sẽ khiến thiệt hại do cơn bão Harvey gây ra lớn gấp nhiều lần. Ban đầu Watson cho biết là một cơn bão nhiệt đới như Harvey sẽ gây thiệt hại khoảng dưới 5 tỷ USD. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt, con số này đã tăng gấp nhiều lần, cùng với các yếu tố khác đã khiến Harvey trở thành cơn bão 40 tỷ USD. Watson cũng so sánh lượng mưa do Harvey gây ra với lượng mưa trong trận bão Allison, một thảm họa tại cùng khu vực xảy ra vào năm 2001, gây thiệt hại 12 tỷ USD. Harvey khiến mưa rất nhiều hơn tại Houston. Chỉ chưa đầy 3 ngày, lượng mưa mà Harvey gây nên đã nhiều hơn cơn bão Allison gây ra trong vòng 5 ngày. Ngoài ra còn nhiều thiệt hại nặng nề khác liên quan tới giao thông và hệ thống điện, cũng như là ảnh hưởng của cơn bão tới lực lượng lao động và công nghiệp năng lượng của khu vực. Các phân tích chỉ ra rằng khoảng 10% các giếng dầu, ga và khí đốt cũng như là nhiều nguồn năng lượng khác nằm trong khu vực Vịnh Mexico có thể bị ảnh hưởng bởi bão Harvey. Những cơ sở vật chất này có giá trị lên tới hơn 20 tỷ USD.
Hôm thứ Hai vừa qua, Ủy ban Người tiêu dùng Mỹ ước tính rằng Harvey đã gây hư hỏng nhà cửa khoảng là 50.000 người với số tiền bảo hiểm mà các công ty phải chi trả có thể lên tới 2 tỷ USD. Chưa hoàn hồn sau những trận lụt lội, nguy cơ dịch bệnh ở Houston sau cơn bão Harvey sẽ tiếp tục tăng cao. Nguy hiểm từ bão Harvey sẽ chưa kết thúc khi cơn bão đi qua, bởi nước lũ có thể trở thành môi trường sinh sản ra dịch bệnh ở tiểu bang Texas này. Jonathan Yoder, phó giám đốc trung tâm phòng chống dịch bệnh CDC, cho biết là nước lũ có thể bị ô nhiễm ở mức độ nào đó, đặc biệt là rất dễ chứa virus và vi khuẩn. Nước lũ có thể chứa các virus gây bệnh tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng, hoặc là nghiêm trọng hơn như vi trùng gây bệnh tả. Vibrio. Các chuyên gia cho biết là vi khuẩn thuộc nhóm Vibrio phát triển mạnh ở nhiệt độ ẩm và có thể lây truyền qua thức ăn, nước nước hoặc là vết thương hở. Nhân nhiễm Vibrio có thể bị tiêu chảy, sốt, nhiễm trùng da. Trong trường hợp nặng không được điều trị, đặc biệt là những người bị suy nhược hệ thống miễn dịch, hoặc là những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh nhân có thể phải cắt bỏ xương hoặc là thậm chí tử vong. Sĩ Rachel Noble, giáo sư của Đại học North Carolina, thành viên của Viện Khoa học Biển Chapel Hill, cho biết là cơn bão mang đến nước ấm và tạo điều kiện hoàn hảo cho Vibrio phát triển. Đó là một trong những vi khuẩn gây bệnh qua ăn uống và qua vết thương hở. Chúng tôi đã chứng kiến điều này trong bão Katrina và ở những nơi bị ngập lụt trên thế giới. Tiến sĩ Noble cho biết trên CNBC như vậy. Các nhà chức trách đang theo dõi mức độ Vibrio cao trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão Harvey. Các nhóm vi khuẩn gây lo ngại khác là adenovirus, tác nhân gây bệnh đường hô hấp và đường ruột, vi khuẩn gây ngộ độc Campylobacter, Salmonella enterovirus thường gây ra các triệu chứng giống như là cảm lạnh. Hầu hết dịch bệnh xảy ra do hệ thống xử lý nước thải bị ngập rác hoặc là nhiễm bẩn, hủy hoại khả năng lọc mầm bệnh trên người hoặc là động vật. Các chuyên gia kêu gọi những người chịu ảnh hưởng bởi bão Harvey nên bắt đầu thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa ngay cả khi nước lũ bắt đầu rút. Hiện là mọi người đang đối mặt với nhiều vấn đề khác, nhưng nếu chúng ta có thể ngăn dù chỉ là một số ít người khỏi nhiễm trùng thì điều đó cũng rất là quý giá. Tiến sĩ Noble nói như vậy. Các chủ nhà bị thiệt hại do lụt gây ra trong trận bão Harvey hiện nay nhiều phần sẽ phải tự trang trải chi phí sửa chữa so với chủ nhà trong các trận bão trước đây, gây tình trạng khó khăn tài chính trầm trọng cho nhiều vùng dân cư dọc theo bờ biển vịnh Mexico. Các chuyên gia bảo hiểm nói rằng chỉ một phần nhỏ các chủ nhà trong đường tiến của bão Harvey có bảo hiểm lũ lụt. Điều này có nghĩa là các gia đình có nhà và đồ đạc bị nước ngập làm hư hại sẽ phải tự rút tiền túi ra để trả hay là vay mượn thêm tiền cho các chi phí sửa chữa. Nhiều người trong số này có thể phải bán nhà nếu còn bán được và rời đi nơi khác. Những người này được thuyền tới cứu ra khỏi nhà, nhưng họ vẫn còn một vấn đề khác, đó là không có bảo hiểm. Theo lời của ông Robert Hunter, giám đốc bảo hiểm tại Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ, có tên là Consumer Federation of America, bão Harvey đổ bộ vào đất liền ở Texas vào khuya ngày thứ Sáu ở cấp 4 và hiện lẩn quẩn quanh khu vực bờ biển. Chút mưa ào ạt gây nhiều lụt lội. Ông Hunter ước tính là chỉ riêng các thiệt hại do lụt gây ra có thể lên tới 35 tỷ USD bằng thiệt hại của bão Katrina trước đây. Tuy nhiên, trong trận bão năm 2005 đó, khoảng chừng 50% các chủ nhà bị ngập lụt có mua bảo hiểm lụt. Trong trận bão Harvey lần này, chỉ khoảng 2 trong số 10 chủ nhà là có bảo hiểm lụt. Theo ước tính của ông Hunter, bảo hiểm nhà thường chỉ cho thiệt hại do gió gây ra, còn lụt thì phần lớn sẽ phải mua riêng. Phần lớn các căn nhà ở vùng Houston nằm ngoài khu vực thường có lụt, nên nhiều chủ nhà do không bị buộc phải mua bảo hiểm đã quyết định không mua để tiết kiệm chi phí. Nãy họ phải gánh mọi phí tổn vì phần lớn những thiệt hại tại thành phố lớn thứ tư nước Mỹ này sẽ không được các công ty bảo hiểm nhà chi trả. Không giống như ở Corpus Christi và Rockport, phần lớn thiệt hại cho nhà cửa trong vùng Houston
là do lụt lội chứ không do gió. Sẽ có tình trạng thiệt hại kinh tế lớn lao nơi đây vì không có bảo hiểm. Theo lời của ông Pete Muir, một phó tổng giám đốc tại Hiệp hội các công ty cho vay tiền mua nhà, Wells Fargo, ngân hàng cho vay tiền mua nhà lớn nhất ở Mỹ, vào hôm thứ Hai nói rằng họ tạm ngưng mọi báo cáo xấu với cơ quan tín dụng, ngưng không được gọi đòi tiền và cũng tạm ngưng biện pháp tịch thu nhà tại các cộng đồng đang bị lụt lội cho tới cuối tháng 9. Ba vị dân cử ở Orange County, California vừa ký một thông báo cho biết là sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân bị bão Harvey ảnh hưởng ở tiểu bang Texas. Trong một thông báo do bà Michelle Steele, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Orange County, luật sư Andrew Đỗ, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Orange County, bà Sandra Hutchins, Cảnh sát trưởng Orange County, ký và gửi ra cho giới truyền thông vào hôm thứ Hai, 28 tháng 8 vừa qua. Ba vị này cho biết là họ đã gửi thông điệp đến chính quyền các cấp tại Texas, đặc biệt ở các thành phố Houston, Galveston, nơi có nhiều đồng hương Việt Nam cư ngụ, để chia sẻ sự cảm thông, đặc biệt về những hậu quả do cơn bão Harvey gây ra, kéo theo lũ lụt dọc vùng duyên hải của tiểu bang Texas và chưa từng xảy ra từng hàng trăm năm nay, cùng với những sự hỗ trợ cần thiết trong việc cứu trợ cấp thời của Orange County. Thông báo trích lời giám sát viên Andrew Đỗ phát biểu: "Tôi xin chia sẻ với tất cả cư dân và đồng hương Việt Nam tại Texas, đặc biệt tại các thành phố Houston, Galveston, Corpus Christi, sự quan tâm sâu xa của tôi về những hậu quả bất ngờ ngoài dự đoán của một thảm trạng thiên tai và những thiệt hại nặng nề mà người dân hiện đang hứng chịu. Tôi đã cùng với Chủ tịch Hội đồng Giám sát Orange County và đại diện Sở Cảnh sát Orange County liên lạc với các chính quyền sở tại các cấp của tiểu bang Texas và thông báo cho họ biết Orange County sẵn sàng hỗ trợ họ bằng mọi phương cách và phương tiện để giúp chính quyền sở tại trong việc bảo vệ an toàn sinh mạng của các cư dân tại các vùng hiện đang bị thiên tai và yêu cầu các chính quyền nói trên cho biết ưu tiên những cần thiết cấp bách. Trong những ngày tới đây, tôi sẽ đề nghị các thành viên của Hội đồng Giám sát Orange County thực hiện một chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho các chính quyền Texas nếu họ yêu cầu." Giám sát viên Andrew Đỗ cũng kêu gọi đồng hương và cư dân Orange County nên tìm mọi phương cách giúp đỡ các đồng hương và cư dân Texas hiện là nạn nhân của cơn bão Harvey qua các cơ quan cứu trợ thiện nguyện hợp pháp và có uy tín, ví dụ như là Hội đồng Thập tự Hoa Kỳ. Khi đang đưa tin trực tiếp về siêu bão Harvey tại khu vực vành đai phía Bắc ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ vào hôm 27 tháng 8, phóng viên Randy Smith và quay phim Meryl Sandoval phát hiện một xe tải bị mắc kẹt giữa con đường ngập nước. Khi lại gần xem xét, chúng tôi thấy hệ thống đèn và cần gạt nước của xe vẫn đang hoạt động. Hình như vẫn còn người trong xe, Randy Smith cho biết. Lúc đó nước đã dâng quá nửa thân xe và Smith không rõ là tài xế đã mắc kẹt trong xe bao lâu rồi. Nữ phóng viên làm việc cho kênh KHOU 11 News nhanh chóng vẫy một chiếc xe cứu hộ của cảnh sát chạy ngang qua và thông báo về khả năng có người đang mắc kẹt trong chiếc xe tải. Chỉ vài phút sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa xuồng tiếp cận buồng lái của xe tải và kéo tài xế ra ngoài. Thông tin là ông ấy rất là ướt, lạnh và rất sợ hãi. Tôi cũng cảm thấy là lo sợ cho ông ấy. Nữ phóng viên nói là khi đứng trên cầu, tường thuật quá trình giải cứu, tôi cảm thấy giờ mình có thể thở được rồi, thở phào nhẹ nhõm. Siêu bão Harvey với sức gió 210 km/h đổ bộ vào bang Texas vào cuối tuần qua, gây ra lụt lội nghiêm trọng khiến ít nhất là 10 người đã thiệt mạng và hàng nghìn gia đình phải đi sơ tán. Bão gây thiệt hại đặc biệt nặng nề tại Houston, thành phố lớn thứ tư của Mỹ. Lũ đã cuốn trôi một xe tải băng qua cầu gần khu vực Greens Bayou hôm 27 tháng 8, khiến 4 trẻ em và 2 người lớn trong xe thiệt mạng.
Houston áp dụng giới nghiêm ban đêm sau bão Harvey. Nhà chức trách ở thành phố bị bão tàn phá nặng nề quyết định áp dụng biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế nạn cướp bóc. Ông Sylvester Turner, thị trưởng của thành phố Houston, ngày 29 tháng 8 đã cho biết lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 22 giờ đến 5 giờ, theo hãng AFP đưa tin như vậy. Do tình hình hiện tại thực tế là có quá nhiều người phải ra khỏi nhà, điện bị mất, việc ở ngoài đường ban đêm vẫn nguy hiểm, tôi quyết định sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm ngay đêm nay, ông Turner nói như vậy. Thị trưởng thành phố ước tính có hàng nghìn người đang phải sống trong các trạm tạm trú để chờ nước lũ rút. Arda Svedo, cảnh sát trưởng thành phố, cho hay là nhà chức trách đưa ra biện pháp này sau khi có một số báo cáo về cướp bóc. Có những kẻ cướp có vũ trang tấn công người dân, khiến họ gặp thêm khó khăn. Houston, thành phố đông dân thứ tư của Mỹ đang bị tê liệt sau khi cơn bão Harvey đổ bộ từ ngày 25 tháng 8. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong 12 năm. Với sức gió là 210 km/h, nó gây lụt nghiêm trọng khiến ít nhất là 11 người thiệt mạng. Thiệt hại được cho là hàng chục tỷ USD. Các nhà dự báo cảnh báo mưa sẽ tiếp tục cho đến ngày 31 tháng 8. Việc đô thị hóa khiến Houston dễ bị bão Harvey vùi dập. Hoạt động đô thị hóa nhanh tại Houston khiến nơi đây trở nên yếu thế trước một cơn bão như Harvey. Tuy là siêu bão Harvey đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng đang gây lũ lịch sử tại thành phố Houston, Texas, Mỹ, khi lượng mưa tại nhiều khu vực được dự báo lên đến 1,27m trước ngày 30 tháng 8, theo hãng tin ABC News đưa tin ngày 27 tháng 8 như vậy. Thống đốc bang Texas, Gray Davert, trên ABC News hôm 27 tháng 8 cho hay, Houston dù đã quen ứng phó với loại thiên tai có tần suất xuất hiện mỗi lần một năm, vẫn đang chìm sâu trong nước lũ. Đây là một trong những trận lũ tồi tệ nhất, nếu không phải là nhất, Houston từng gánh chịu. Bang này nói như vậy. Samuel Brody, chuyên gia về lũ kiêm giám đốc trung tâm bãi biển và bờ biển Texas, đánh giá là có nhiều lý do khiến Houston dễ bị lũ làm cho tê liệt. Về địa lý thì thành phố này nằm ở vùng đồng bằng duyên hải thấp, có ít loại địa hình. Lớp đất sét bên dưới ngăn việc thoát nước diễn ra. Nhưng tôi nghĩ là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại do lũ ở Houston là môi trường bị biến đổi do hoạt động của con người. Roddy nói như vậy. Sự phát triển nhanh của Houston làm thay đổi những mô hình thoát nước tự nhiên. Nước chảy vào nhà dân thay vì ngấm vào đất hay chảy ra các nhánh sông. Các nhánh sông là hệ thống thoát nước chính của Houston, nhưng thành phố không có hệ thống đê chính. Hoạt động thoát nước nhanh giữa hai địa điểm đồng thời gây ra nguy cơ cho cộng đồng ở cuối dòng chảy. Theo Roddy, để nâng sức đề kháng của Houston trước lụt, nhận thức về nguy cơ của lụt cần được cải thiện trong các cộng đồng. Đối với chính quyền địa phương thì cần có kế hoạch xử lý lụt trong kế hoạch phát triển thành phố trong tổng thể khu vực, bao gồm các cộng đồng lân cận. Rob Marciano, nhà khí tượng học đứng đầu của ABC News, cho biết là nước mưa và lụt là nguyên nhân chính trong các ca tử vong liên quan đến bão nhiệt đới. Houston đang hứng chịu lượng mưa kỷ lục dù không nằm trong đường đi trực tiếp của bão Harvey. Siêu bão Harvey mạnh cấp 4 đổ bộ Texas cuối ngày 25 tháng 8 gây ra mưa lớn và gió mạnh, phá hủy nhiều nhà cửa và gây lụt nghiêm trọng. Bão đã làm ít nhất là 11 người thiệt mạng, theo đài truyền hình Houston cho hay. Nước lũ cuốn trôi xe tải làm chết đuối gia đình 6 người. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.